quay video, lưu luyến khi đi làm xa nhà. 1. Sử dụng bức tường làm tiền cảnh, quay theo chiều ngang. 2. Lấy lá tre làm tiền cảnh, nhân vật nhìn lại một cách miễn cưỡng. 3. Quay bước chân của bạn. 4. Quay nhân vật quay lại và tiếp tục đi về phía trước. 5. Cuối cùng là quay con đường nhỏ vào cấp cất. Chọn 5 video vừa quay. Tắt toàn bộ âm thanh. Chọn tỷ lệ chọn 9:16. Chọn bảng vẽ chọn mờ. Chọn ông thứ 3 chọn tất cả. Chỉnh toàn bộ video xuống tốc độ 0.5. Ấn ông vuông trắng chọn kết hợp. Kéo thanh thời gian hết cỡ. Ấn chọn tất cả. Ấn thêm âm thanh. Kéo xuống cuối cùng. Ấn vào âm thanh. Ấn tách. Ấn xóa. Ấn vào phần kết. Ấn xóa. Kết quả.